Mời các bác quay lại với lại buổi chiều ngày nay của kênh Đất và Người. Lúc nãy là đúng là mạng Viettel với Mobi ở đây là hơi lag các bạn ạ. Bây giờ lại chuyển sang một cái mạng khác nên là khả năng là sẽ ok hơn. Các bác hãy vào hãy lại bấm like và hãy cho Hoàng Kiều xin một lời chào. Đây là trận thi đấu kỳ 3 của giải nhì đô ứng sự thơm ở Hải Dương. Và đô quay ngay từ đầu có ấy mới có mở bài kết luận. Và đô Trà My ở Hải Phòng trong khi thua giải nhất xung đánh giải nhì. Và 12 đô vào dưa sới là thủ tục xe này. Thủ tục xe đài. Đô nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Vâng, hiện tại đô Trung ở Hải Phòng đang giữ giải ách tài dành cho các đô xe đài rất nhẹ nhàng. Vì vậy là chưa có đô nào lên đăng ký với ban tổ chức xin phá cái giải ách tài này. Vậy mời các đô lên gặp ban tổ chức để theo phá giải ách tài. Đô Trung đô hôm qua mà đánh với ông Tây sao ấy. Có tay của hai đô độc quyền nữ ạ. Ờ, vâng, đô mới to đấy đánh anh tài. Tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ngon quá. Ngon khó đấy. Dạ không vật được thật. Chạy dễ dài. Dạ không vật được thơm thật. Anh đưa tiếp rồi. Thơm đánh cứng hơn nhiều. À thằng kia vào phá giải tài không? Đấy. Giờ có thằng đăng ký xong thằng kia vào phá rồi. Trung. To giờ. To quá. Con to gặp to. Rồi, mời idol vào giữa sân. Trà My thì chỉ có chạy và trốn thôi. Gọi là dai được, sống dai được giờ nào hay giờ đấy thì phần trước sau thì cũng là phải chấp nhận một trận thua thôi. Không cần. Vâng, đây là trận thi đấu kỳ 3 của giải nhì giữa đô Ứng Thị Thơm và đô Trà My của Hải Phòng. Ngoài rồi. Vâng, ngoài rồi. Hai đô lại vào giữa sân vật đi cho. Vâng, mời hai đô đại đô chuẩn bị trang phục cho. Đấy, cho anh đại đô luôn. Hai đô tiếp nghiêng thế mà cứ bảo là không nghiêng. Sau trận đấu này là trận thi đấu của hai đô đại đô. Và sau hai đô đại đô thì có thể là cho các giải nhì. Giải ba tiếp tục. Sau trận đấu ở giải nhì nữ sẽ là trận đấu đầu tiên ở giải đại đô giữa Trần Viết Trung của Trọng Dũng. Ngoài rồi. Nguyễn Hồng Kỳ của Ninh Bình theo. Vâng, đô Trà My bảo ra rồi. Thì đô Thơm bảo mời hai đô ở giải đô tiếp tục trang phục. Có cả kỳ các bác nhá. Ba ở giải ba Quảng Nam. Nguyễn Đức Long chờ và Ngô. Bà con nhân dân cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô. Đẹp thế. Cố lên. Ôi, ngoài rồi. Vâng, xin bà con nhân dân tiếp tục cho một tràng pháo tay để kinh tế hai đô nữa. Vâng, đây là trận thi đấu cuối cùng của giải nữ trong ngày hôm nay. Nếu đô phố xanh mà giành chiến thắng ở kêu vật này, ban tổ chức chúng tôi sẽ thưởng cho đô phố xanh là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Khó lắm. Ôi. Thế là nữ là còn một trận đấy nữa các bạn ạ. Trận thi đấu thứ 3 ở giải gì nữ. Ngoài rồi. Nhất nữ thì Kim Anh thắng rồi đúng không? Ba nữ thì là Linh của Lào Cai rồi. Bây giờ là nhì nữ này là Thơm là xong. Là đã phá xong, gần như là xong nữ rồi. Sẽ là trận thi đấu đầu tiên ở giải Đại Đô. Còn Nam thì chưa phá được giải nào các bác nhá. Các bác hãy cố ở lại màn hình để xem nốt mùa giải của Phú Xá ngày hôm nay. Chưa có gì cả. Sau trận thi đấu giải nhì nữ là giải Đại Đô và sau trận thi đấu ở giải Đại Đô là giải ba. Ngoài rồi. Một chút nữa thôi là đổi rồi. Rất tiếc cho Đô Thơm. Mời các đô ở các giải được ban tổ chức chúng tôi thông báo chuẩn bị trang phục để chuẩn bị vào sới ngay khi các trận thi đấu kết thúc. Hai đô vào sới. Hai đô tiếp tục.
Sau trận này thì mời hai đại đô chuẩn bị trang phục cho. Đấy, xem đại đô mới sướng. Mời Trần Viết Trung và Nguyễn Hồng Kỳ. Sau trận thi đấu của giải đại đô là trận thi đấu thứ 3 của giải 3, Đức Long và Quốc Việt. Mời các đô chuẩn bị trang phục. Thứ 3 Đức Long á, ô thế Đức Long Phú Mẫn là ăn rồi. Long Liên Phong là ấy à, đánh trận thứ 3 rồi. Nào, làm gì được không? Ứng Thị Thơm. Ôi, ngoài rồi, mời hai đô vào giữa sân. Không. Mời đô giải nào? Mời hai đô giải đại đô. Trần Viết Trung của Hải Phòng giữ và Nguyễn Hồng Kỳ của Ninh Bình xin theo. Mời ba nữ. Hai đô tay nhau. Trận đấu tiếp tục. Tiếp lên không xe đài các bạn. Giải ba nữ. Một chút ánh sáng để cho những thước phim của chúng ta nó được đẹp hơn, long lanh hơn. Mỗi con đèn hắt kia là thoải mái chứ đâu. Rồi, ngoài rồi. Ngoài rồi. 24 giây rồi mà Thơm vẫn chưa hạ gục được Trà My. Hai đô tiếp tục. Chắc là khoảng 2 phút 01 giây thì trận đấu này sẽ được ngã ngũ các bạn. Nguyễn Đức Long và Ngô Quốc Việt chuẩn bị trang phục vào ghế. Sau giải 3 là mời hai đô giải nhất. Mời thì vào. Chết rồi. Thua. Không có miếng, đô xanh không có miếng. Đỏ chưa đánh ý. Đúng rồi, đỏ chưa đánh. Hai đô tiếp tục. Vác em đi chợ các bạn. Vâng. Như vậy là đô Thơm lại vác em đi chợ rồi. Vâng, một thế bông đôi, đô Thơm đã nhấc nổi đô Trà My lên khỏi mặt thảm. Như vậy đô Ứng Thị Thơm toàn thắng ở giải ba, à giải nhì của đây. Mày không quăng quăng đâu lắm. Mày không quăng. Vâng, mời rất trao giải.